Hello anh em, nhận định nhanh thị trường chứng khoán ngày 28 tháng 9 năm 2023 Như vậy là sắp hết tháng 9 rồi Thị trường hiện tại đang rơi khoảng hơn 1% Khoảng 13 điểm Thanh khoản thị trường ngữ rất là thấp 7.200 tỷ Sáng nay thì chúng ta có nước ngoài bán dòng hơn 600 tỷ Như vậy là sau 3 phiên mua dòng tổng là 700, 650 và 310 Tức là khoảng gần 1.700 tỷ Đúng không? thì hôm nay nước ngoài chính thức có phiên bán dòng và bán dòng rất rác chúng ta có thể thấy buổi sáng bán dòng hơn 600 tỷ là kinh đấy thông thường là rát nhất thì khoảng hai ba trăm buổi sáng có bố vã hơn 600 như này rất kinh đúng không rất kinh chúng ta có thể thấy đó là cái áp lực của đồng đô à, ngày một mạnh lên khi mà đô hôm qua tiếp tục lập đỉnh mới lên ngưỡng một sáu bảy rồi áp lực từ phía giá dầu đúng không giá dầu cũng tiếp tục là neo lên quanh cái ngưỡng 97 đô Đấy, nên là khiến cho đồng đô càng ngày càng mạnh Đồng đô càng ngày càng mạnh như thế này thì những cái thị trường nhỏ như Việt Nam thì chúng ta cũng 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 có thể là chúng ta sẽ sẽ khó có thể là lên được ngay à, Với cá nhân mình đánh giá cái này thì hôm qua mình đã đánh giá ở trong live stream đối với cả nhà rồi Đó là khi mà cái đồng đô nó biến động Từ đáy Tức là từ tháng 1 đến bây giờ nó biến động khoảng tăng quanh 4% thì thường quanh cái mốc khoảng 2% thì có thể là thị trường nó sẽ khá là bình thường nhưng quanh mốc 4% thì chúng ta phải lưu ý nó sẽ có những cái biến động nhất định thì kết hợp với cái bối cảnh hiện tại là VNI đã có những cái chiết khấu nhất định rồi nhiều cổ chiết khấu khoảng 20 25 phần trăm đấy tức là khoảng có cổ 30 phần trăm cộng cái bối cảnh vĩ mô ưu tiên tăng trưởng vào cuối năm thì có thể hình dung là thị trường sẽ có một cái hỗ trợ mạnh ở vùng 1080 1120 và có một kháng cự bên trên là 1200 áp lực đế ghi ngắn hạn thì khả năng VNI sẽ thiên hướng loanh quanh ở vùng này trước khi có diễn biến mới Rồi nó sẽ loanh quanh quanh quẩn ở vùng này chứ nó cũng chưa thể có thể là có những cái biên độ ngay được nó sẽ lờ vờ ở đây nhiều hơn Đấy, tại vì là chúng ta nhìn vào thế giới thì chúng ta thấy nó cũng rất là trông nó rất là kinh đúng không ở trong hai đặc biệt là ngày hôm qua à, hôm kia và hôm qua thì thế giới cũng bình thường nhưng mà chúng ta thấy rất là kinh nhưng mà vn index thì hôm qua chúng ta lại có một cái phiên hồi phục Tại vì là đơn giản là chúng ta đã chiết khấu quá là nhanh so với thế giới rồi Thì cái việc mà chúng ta có một cái phiên hồi phục tạm thời đà tăng, à đà giảm thì nó là chuyện hết sức bình thường yeah. Ở trong những phiên tới thì hành động như thế nào tối qua live cũng đã chia sẻ với cả nhà rất là chi tiết rồi à, Đặc biệt là đối với những cái nhà đầu tư mà tất cả nhà đầu tư nhé à, Đối với cái mốc 1080, 1120 là mốc rất là quan trọng Và đấy gãy cái mốc này thì cả nhà nên clear Có 40 điểm này để cả nhà có thể là giữ lại tất cả những cái gì của cả nhà nhưng mà nếu bung khỏi 40 điểm này thì chúng ta không gồng bất kỳ một vị thế nào cả Đối với hành động mua thì hôm qua, hôm kia, tức là hôm 26, 27 nếu chúng ta bắt rồi, đúng không? Ở à, cấp mốc 20, 25, 30% từ đỉnh ngắn hạn rồi Lấy vị thế rồi thì từ từ đã không bắt thêm trước khi có tín hiệu tích lũy tạo nền kiệt vôn hoặc giảm tiếp về các mốc hỗ trợ này thì mới cân nhắc là vào thêm và lưu ý là cái hàng vị thế trung hạn này thì anh em phải để nguyên và thực hiện đúng được kế hoạch chỉ gia tăng khi có tín hiệu điểm cắt lốt là trung bình giá vốn âm 10 phần trăm tức là khi mà anh em mua đủ rồi mà ở cái vùng đáy rồi mà anh em về anh âm em... à 10 phần trăm thì những ai mà đầu tư chu kỳ thì chúng ta cũng phải lưu ý là cũng phải giải tán còn đối với nhà đầu tư ngắn hạn hay sóng ngắn mà margin thì không ưu tiên ai có chủ động linh hoạt xử lý ưu tiên không margin còn kẹp hàng thì mà lỗ trên 10 phần trăm thì anh em chờ những cái điểm test lại cổ phiếu và kiệt vốn thì anh em múc thêm trung bình giá sau đó hồi bán ra à, vì trên 10 phần với mình là khó bán khó cắt lỗ được nhưng mà nếu mà dưới 10 trăm rồi anh em trung bình giá rồi hay là anh em làm thấy thị trường nó hồi rồi về dưới 10 phần trăm thì anh em có thể giải tán thời điểm là thứ năm và sáng thứ sáu trong hai ngày này nó có cơ 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 cấu rồi chốt náp quý các thứ thì thường nó sẽ có những cái nhịp nó khá là tích cực trong hai ngày cuối tuần này thì anh em có thể cân nhắc để anh em cơ cấu những cái con cổ yếu cổ À, quanh hai ngày cuối tuần này mà anh em ví dụ anh em đánh ngắn thì anh em linh hoạt cái việc đó còn hành động mua thì T cộng thì Ai mà mua viên hôm qua hôm kia đấy Khi về ngưỡng ấy Thì cả nhà bắt hàng về lãi lỗ của nhà sút nhà Và anh em chủ động anh em quản trị Còn ngày hôm nay thì không bắt được T cộng đâu Và cái dạng T cộng 20 ngày Tức là ai đánh sóng ngắn ấy Rất nhiều nhà đầu tư đánh theo cái dạng này này Thì cả nhà phải chờ tích lũy siết vôn mới chơi Với phiên bùng nổ mới chơi Còn hiện tại thì kệ Cho nó dao động quanh quanh vùng này cho nó chán đi Chúng ta sẽ vào sau Không cần nhất thiết phải vội Hôm nay chúng ta thấy là nhóm cảng cũng khá là mạnh đúng không? đi ngược trong giai đoạn thị trường như này các nhóm khác thì cũng hồi phục hôm nay chúng ta thấy là banh là đạp rất là rát đúng không stb các thứ đạp rất kinh đấy, đạp rất kinh banh hôm nay là nhóm banh chính là chung là khiến thị trường cụ đi nặng đấy hôm nay đa phần là giảm điểm đến từ nhóm banh stb ctg tiên phong banh hd banh shb tech đúng không giảm rất là mạnh khiến thị trường anh em cảm thấy là chỉ số về mặt chỉ số là cũng rất là kinh đúng không? nhưng nếu mà nhìn trên mặt cổ phiếu thì chúng ta cứ bình tĩnh theo dõi xem chiều như nào khối ngoại hôm nay thì bán rác, ok tạm thời cứ như thế này đã, xong rồi anh em chờ xem là hàng về ngày mai ngày kia, thị trường nó diễn biến như nào với mình thì có lẽ là để mà nói là diễn biến nó mạnh mẽ hơn thì chắc là phải tầm thứ hai tuần tới, tức là tuần tới sang tuần tới, ờ, đặc biệt là chúng ta chú ý cái báo cáo thống kê vào cuối tháng này xem là báo cáo quý 3 liệu nó có ổn định hay không, có tốt hay không, GP thế nào, lạm phát thế nào chúng ta sẽ có những cái định hướng trong quý tới nhá. Yeah. Còn hiện tại thì cứ là vờ ở đây đã. Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Ai hành động trong nhóm nhà đầu tư nào thì cả nhà lưu ý cho nhóm nhà đầu tư đó. Cần thiết thì anh em có thể xem lại livestream tối qua trên YouTube và TikTok anh Lưu vịt. Bye bye.